thi đậu thì với cái AP đó, với một cái chứng chỉ AP, có nghĩa là đã xong được một chứng chỉ đại học thì mình vào đại học. Cái đó là một chương trình để đi tới cái Road of Camelot. Chương trình thứ hai là tiếng Anh. Tiếng Anh phải thật giỏi để đạt được cái TOEFL IBT nhất trên 100 điểm, ví dụ thế. Ví dụ như là TOEIC phải 900 trở lên, IELTS phải 7-8 chấm trở lên, ví dụ vậy. Đó là cái mục tiêu thứ hai, tất cả trường đại học Mỹ đều muốn học sinh phải có tiếng Anh khá, và họ đòi hỏi từ 400, 500, 600 TOEFL giấy, TOEFL IBT thì khoảng 80, 85, 90 điểm thì học trò mình cũng phải đạt được cái TOEFL về proficiency in English. Những cái bằng cấp bắt buộc phải lấy. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là high score, điểm cao trong những cái bằng SSAT, SSAT Secondary High School, School Admission Test, những cái bằng gọi là bằng nhập học, giống như là một cái loại thi đại học Việt Nam vậy, Independent School Entrance Exam, ISEE, PSAT, Preliminary Set, NMSQT, National Merit Scholarship Qualifying Test, ACT, American College Testing. Và cái quan trọng nhất là SAT. SAT đâu không thấy cái chữ đó đâu mà nó lại để như vậy. Cái SAT là Scholastic Aptitude Test. Cái đó là cái quan trọng nhất để vào các đại học lớn của Mỹ. Ví dụ, có em SAT là trên 2004 mà lấy được 2350 chẳng hạn. Những đại học như là Harvard, Yale, Cornell, Berkeley, Stanford, UCLA nhận vô liền cho một ngày. Thì đó cũng là cái mà SNA student, những học trò SNA phải có. Thì chúng ta thấy đó là những cái bằng cấp và thứ tự. Hay nói khác, đường tới Camelot sẽ giúp cho học sinh có một sự hào quang là nhất định vào được các đại học Mỹ rồi, mà còn lấy học bổng ở các đại học Mỹ có 1.800 triệu học bổng để có thể lấy, và trường sẽ giúp cho các em ở cái hội học bổng. Robert is a counselor for that career and scholarship. And he will probably talk to you about how to get a scholarship to the United States. And me, as president of some universities in USA, I just give you scholarship. You don't need to apply. You just apply to me, then I give you scholarship to go there. Okay? But if you want to go to the prestigious, famous universities, what you gonna do? You need to have those at high schools. Then they will just take you. It's just like I said, Wash accepts us because he wants us. He wants us in there. That's why they want us in there. That's why they accept us to be recognized, to be accredited. We don't accept them, they accept us. We said we already got what we have. You want to accept us, accept it. If you don't, then go away. We still do what we're going to do. Nếu như Wash không đổi cái quan điểm là không có nhận công nhận những cái trường mà tự nhiên lại có hai chương trình như trường của mình, thì họ đã lầm. Cho nên họ đã nhận thấy cái sự cần thiết phải có một cái trường mới mà giúp họ giải tỏa được rất nhiều những cái khó khăn khi họ làm việc với các nước ở trên thế giới, nhất là vùng Thái Bình Dương, là có nhiều nước họ rất là tôn trọng cái nền giáo dục của họ và không chịu bỏ để nếu còn mà dạy ngay trên đỉnh Mỹ hiện nay không. Và cuối cùng họ phải nhận mình. Thì các trường đại học cũng vậy, đang kiếm những cái người học viên như thế để mà nhận vào, chứ mình cũng cần phải xin cái giỏi đi, người ta kiếm nhận. À, vào đây với tôi, vào đây với tôi, vào đây với tôi, đừng có đi chỗ đó, vào đây với tôi. Doctor Anthony Lee, lúc mà thi GMAT, với cái điểm GMAT của Anthony Lee
Trường Hava cho học bổng này, trường Cornell cho học bổng này, trường Yale cho học bổng này, trường UCLA cho học bổng này, USC cho học bổng này. Và cuối cùng chọn cái trường nổi tiếng về giáo dục là USC. Và trường đó quan trọng hơn nữa là gần nhà, đi cho nó dễ. Và đi Hava, đi Yale xa quá. Thấy chưa? Và khi mà nhận cái trường USC thì Hava kêu hoài ngày năm, tới tôi chứ sao anh không tới? Yale nó sao không tới, cục nào tới liền đi chứ. Các trường khác đang thay đua nhau để nhận lại những người giỏi giang đó. Thì trường SNE của chúng ta, học trò của chúng ta sẽ là những người như thế. Các trường thi nhau, tới đây chứ không phải phải nghĩ tới cái chuyện là phải lo mà đi kiếm học bổng và lo thế này khác. Đến sau cùng học bổng không có thì tôi nói tới Đức Thân Ly là xong. Tới tại ra sau thì thầy là hiệu trưởng các trường đại học bên đó mà ký nhận gái xong, có gì đâu, dễ ở. Nói thế có nghĩa là gì? Chúng ta đang nói qua về con đường. We have covered the whole thing here. The road of SNA from when it was set up in 2005 with its philosophy and vision, and the philosophy and vision still prevails until today, still stays the same. That's the point. And that's our topic. It will stay, it will prosper, it will prosper to a higher level achievement, the Camelot, as a figurative figure for all of you. Đó là vấn đề. Câu chuyện của SND bắt đầu từ 2005 cho đến bây giờ là gần 10 năm sau, và chúng ta đi lên từng mới là từng cao hơn đó. Nói thế thì phụ huynh cần cái gì? Khi nào mà nói tới một phụ huynh thì phụ huynh chỉ cần câu chuyện này. What do parents need for their children? They need to be educated. Họ chỉ muốn con cái họ được học. Học xong rồi làm sao nữa? After education, they will become a perfect citizen in the society. Họ sẽ trở thành những công dân hữu dụng, hoàn hảo của xã hội. Đó là cái niềm mơ ước của phụ huynh học sinh. Nhưng mà mơ ước đó thật là rõ ràng và chi tiết, chứ không thể nói một chữ là con ông bà sẽ thành đạt. Anh thấy có ai biết thành đạt là cái gì? Anh có thể định nghĩa thành đạt là cái khác. Tôi định nghĩa thành đạt là khác. Nhưng ở SNE định nghĩa thì rất rõ. Thành đạt là có bằng tư tài Việt Nam, có bằng tư tài Hoa Kỳ. Tất cả những bằng này được đóng dấu công nhận trên toàn thế giới. Đó là thành đạt một. Thành đạt hai là được tổ chức đầy đủ để có cái portfolio show the pride, có cái hồ sơ riêng của mình để nói tới cái sự hãnh diện của mình. Và con đường đi vào các đại học thênh thang rộng rãi, và con đường tới các học bổng thênh thang rộng rãi. Đó là mơ ước, cũng phải mơ ước hẳn, mà đó là promise, lại là một lời hứa mới, and a potential, và cái sự một cái cơ hội để cho tất cả học trò của SNE tiến tới. Và thầy nghĩ một người phụ huynh mà tới đây hỏi học chương trình thì không thể ra đi được, vì hai cái chân của họ bị lock, tức là bị khóa lại. Trời ơi, tôi muốn học trò thì tôi muốn đến thế thôi, bây giờ đây con cho thêm đủ thứ như thế, còn có Camelot, Camelot nữa thì tôi khoái quá rồi, thì mình trói họ hai chân là họ đi đâu được nữa. Thế anh muốn đi đâu nữa đây? Anh muốn đem con anh đi cái trường dạy IB à? Hay là muốn con anh đi cái trường mà dạy một môn quốc tế thôi? Hay là anh muốn đi một cái trường mà dạy chương trình tiếng Việt tăng cường tiếng Anh thôi? Hay là anh muốn ở đây mà những trường đó cái kết quả có được bảo đảm chưa? Ở đây ngoài những cái bảo đảm đó còn có bảo đảm ngoại lai, tức là cái nước ngoại lai thì Mỹ tự nhiên lại công nhận mình và làm cho có giá trị hoàn toàn trên thế giới. Đó là một sự recognition, that's one recognition. Accreditation is a recognition process, and they recognize us, and we are then famous all over the world. Và vì thế, năm nay là cái năm chủ điểm. Ngay ở đây tôi xin nhắn nhủ một câu thôi sau khi nói,
với những cái tâm huyết và sự hãnh diện của tôi. Tôi muốn tất cả cũng đều hãnh diện và đưa tới rất nhiều học viên, thì ít nhất là làm cho nó đầy cái City Campus, là cái phân hiệu nội thành chúng tôi vừa mới mở thêm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, 402 Nguyễn Thị Minh Khai. Tới đó vậy mà tham quan một tí và bắt đầu đem học trò vào cho thật nhiều để làm gì? Để tiếp tục sự nghiệp giáo dục của chúng tôi và sự nghiệp trồng người của tất cả quý vị cho con cái của mình. Và nhớ là chúng ta rất là hãnh diện. I'm so proud, rất là hãnh diện. Và among the proud people, the proudest people I have here, I want to share my pride and my belief in a very solidified future. Thì bạn nghe nói chứ là một tương lai vững chắc và sự hãnh diện ngay bây giờ. Và cái lời hứa của tương lai tất cả ngày hôm đó kết thúc cái buổi họp hôm nay. Và cảm ơn tất cả mọi người đã cho phép thầy nói tới cái sự hãnh diện đó một cách rất là hùng hồn, mạnh mẽ. Và hy vọng rằng đôi quân tất cả mọi người để tiếp tục xây dựng trường SNE lên đỉnh cao hơn nữa. Và không còn ai để so sánh nữa cả. Trước đây ta còn so sánh này, so sánh khác, bây giờ hết chỗ để so sánh nữa. And no more room for comparison anymore. We cannot compare our school with other schools anymore. There's only one choice. SNA, the best choice. We are proud to say so and we will be proud forever. Okay? Thank you!